si lúc về công việc của chị sao rồi nè? Nói chung là cũng khá ổn em, tại bây giờ là mùa Tết á, cho nên là dịch vụ cưới rồi phun xăm cũng làm nhiều hơn em. Thì cái clip mà đặc hẩm em làm cô dâu đó đăng ở trên kênh chị cũng như kênh em á, thì mình đã được hơn 1 triệu view rồi đó chị. Nói chung rất là mừng đó, rất là nhiều người xem, rất là thích. Tại vì chị makeup rất là đẹp, thì ngày hôm nay em sẽ qua đây và em sẽ hóa thân thành một nữ Cuba Sài Gòn. Một Cuba Sài Gòn là sẽ diện những cái áo dài Tết đi chơi xuân. Và em cũng được biết là bên chị là có dịch vụ rất là thích, đó là chiết long, phun xăm thẩm mỹ. Đúng rồi cưng, nếu như là bên chị giống như lần trước mình cũng có giới thiệu với mấy bạn á, là mình đưa cắt lông mày nè, phun mí rồi bôi và chiết long nữa, mà cái dịch vụ chiết long bên chị làm rất là hiệu quả luôn, cho nên hôm nay mình sẽ làm luôn em ha. Dạ. Mà chị, em định là giống như là em chiết long xong thì mình sẽ xuống dưới mình make up ha, để cho tiện chị, nó đỡ cực cho chị hơn. Mà chị nghĩ về này cưng, bình thường á là mình sẽ chiết long rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới mình make up, nhưng mà chị nghĩ là thôi mình kết hợp cả hai luôn, có nghĩa là chị sẽ vừa giống như chiết long cho em trong lúc mà mình make up chẳng hạn, mấy bạn nhân viên sẽ cạo cho mình trước á, cạo lông trước rồi sau đó chị sẽ make up rồi mình chiết luôn lúc luôn sẽ tiện hơn, mình tiết kiệm được nhiều thời gian. Dạ ok, cảm ơn chị nha. Vậy thôi mình chuẩn bị ha. Ok, bây giờ bắt đầu làm nha em. Dạ. Mọi người ơi, là không chỉ là nhân viên tại tiệm áo cưới Nancy Phạm tại 136 Hồ Văn Quê không chỉ là biết việc make up, trang điểm, làm đẹp, tóc tai các kiểu, mà ở đó là các nhân viên còn rất là tài năng về trong lĩnh vực nè, hát cũng được và nhảy cũng được. Và ngày hôm nay mọi người có vui chưa? Vui không? Vui quá, vui thiệt, vui la làng lên vui đó, vui lên nè đó. Và ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu hai bạn đến từ team ekip của Nancy Phạm, đó là bạn Thi và bạn Huệ. Xin mời hai bạn ten đây, vui đây đó, đây cho hai bạn. Đúng rồi, đúng rồi, vui ha. Đây nè, giờ lấy đi, đúng rồi, lấy đi. Lâu quá trời đổ qua đổi lại có mấy chùm quà với em, đúng rồi. Ôi vui quá à. Ok, quẩy nào.
Sài Gòn. Thật sự thì ngày hôm nay là em rất là cảm ơn chị Nancy Phạm cùng với tất cả các bạn ekip đó đã giúp cho Kiên là có thể là chụp được mọi những cái bộ ảnh bộ áo dài xuân rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị nha. Và nhân cái dịp Tết nè thì Kiên cũng chúc cho chị Nancy cũng như là tiệm áo cưới Nancy Phạm của mình và tất cả các bạn nè sẽ có một cái mùa Tết, một cái dịp Tết thật là vui vẻ, và chúc cho chị Nancy sẽ có thật là nhiều đơn hàng về áo cưới đó, ngày càng là sẽ càng ngày càng khéo tay, và đặc biệt là chúc chị mẹ tròn con vuông nha. Chị Nancy cảm ơn em yêu rất là nhiều. Dạ. Em cảm ơn. Và Kiên cũng xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái Tết thật là ấm no nè, làm ăn thì sẽ là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, và lúc nào trong cuộc sống cũng sẽ gặp rất là nhiều may mắn đó. Và mọi người nào mà yêu thích làm đẹp cũng như là thích về áo cưới đúng không chị? Đó, về áo cưới nè, không chỉ áo cưới mình còn gì nữa, con xăm thẩm mỹ, còn gì nữa, triệt lông, đúng nè. Rồi, và còn rất là nhiều dịch vụ về làm đẹp. Mọi người hãy đến với 136 Hồ Văn Huê, phường 9 đúng không nè, đó, 136 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận. Hãy đến với áo cưới Nancy Phạm để có mình có thể là thay đổi có một cái diện mạo thật là mới, thật là đẹp để mình đi chơi xuân. Không chỉ chơi xuân mà mình sẽ tạo ra những cái bộ ảnh cưới rất là đẹp. Và một lần nữa Kiên sẽ điểm 1, 2, 3 nha. Không, chưa quên, chưa phải còn kêu gọi nữa. Và mọi người ơi, các khán giả bên trái ơi, các khán giả bên phải ơi, các khán giả ở dưới ơi, đâu có, các khán giả ơi, mọi người hãy nhớ đăng ký và subscribe kênh Áo Cưới Nancy Phạm và kênh Lương Trung Kiên Official nhé. Đó, và một lần nữa thì mọi người khi điếm 1, 2, 3 thì mọi người nói là I love Nancy Phạm nha. Ok, ok nha, sẵn sàng nha, sẵn sàng nha. 1, 2, 3 I love Nancy Phạm. Thôi chưa được đâu, chưa. Không được, lại một sụn nào, một sụn là thiệt là sung luôn. Phải sung lên, phải sung lên nè, bây giờ điếm nè. 1, 2, 3 I love Nancy Phạm. Ok, bye bye. Love you.